Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang vừa triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, đá gà và cá độ bóng đá mùa World Cup qua mạng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn. Nhận được tin báo, Công an Hậu Giang thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét đối với 11 đối tượng ngụ huyện Châu Thành A, Châu Thành và huyện Phụng Hiệp. Tại hiện trường, lực lượng đã thu giữ tổng số tiền gần 500 triệu đồng, hơn 50 điện thoại di động, máy tính bảng và laptop, thẻ ATM, sổ sách liên quan đến hành vi đánh bạc. Cơ quan điều tra thống kê số tiền đánh bạc của các đối tượng là khoảng 200 tỷ đồng và đã ra quyết định tạm giữ hình sự 9 trên 11 đối tượng.